ra thì ông cứ đóng cửa. Đóng tay. Thôi được rồi, cháu đứng đây. Đứng đây đấy, lòng mạnh, lòng nhanh lắm đấy. Từ từ thôi, cậu đã đi từ từ thôi, đấy. Rồi. Lòng nhanh lắm. Thế chạy qua chạy lại lúc sáng. Gần hơn đi. Cái đứng đó để cho làm quen nó chạy đi ra chạy. Rồi, cứ đứng yên đi. Là con non chưa? Con nào bắt được thì bắt. Con nào được vượt được chưa? Quên bị trượt. Đánh con kìa. Đánh nhau. Đánh nhau. Rồi chạy. Chọn chạy tự nhiên kìa. Lúc nó khắc nó phải đứng lại. Kinh, con này mày ghê gớm đúng không? Có người đấy. Bốc. Trời chưa chưa. Từ từ nhá. Mẹ nó đau nó gầy nhá. Ui. Nó gầy thì nó không gầy thì được tới hắn cũng không ăn nó cũng sẽ gầy. Hiêu nhà em bây giờ không cho nó ăn. À nhá. Cắt xong cho ăn. Ăn làm gì để chân phá chuồng. Hắn đòi giống ấy. Nên là không phải là lúc nào cho ăn. Nó đòi giống. Hắn đòi giống không phá chuồng. Con kia cũng phải bằng con này nữa. Bây giờ anh cầm nó. Quay đó. Cái này chụp luôn cả ảnh đúng không? Chụp hình chụp dọc. Quay vào gốc cây đi, quay vào cái đoạn đồ quần xịt. Đây anh em vừa đi cắt về. Đã xong nhá. Đã xong nhá. Đàn hiêu ở Trương Dương nhá. Ok, đàn hiêu ở Trương Dương đã xong nhá. Đây là chủ nhân cắt. Rồi. Chụp thẳng.